Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trương Thị Thu Hoài, học sinh lớp 8C. Mình rất vui khi được đại diện cho trường Trung học cơ sở Tiên Lục, huyện Lạng Giang tham gia cuộc thi giới thiệu sách với chủ đề Sách Khát Vọng và Cống Hiến năm 2022. Các bạn à, có một nhà văn từng nói, sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời. Nói như vậy, đủ cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của sách. Mình và các bạn đều là những học trò, ai cũng gặp phải khó khăn, gian nan, vất vả để đạt được những mục tiêu đề ra. Vậy, các bạn có muốn làm cách nào để học khôn ngoan mà không gian nan không? Đó cũng chính là tựa đề cuốn sách mà mình muốn giới thiệu cùng các bạn. Học khôn ngoan mà không gian nan có tựa đề tiếng Anh là Study Smarter, Not Harder của tác giả Kevin Powell, nhà khoa học nghiên cứu của trường Đại học Victoria, chủ tịch công ty Keyhole Learning System, sẽ chỉ cho các bạn cách học, kỹ năng giá trị nhất mà có thể bây giờ bạn mới biết. Với học khôn ngoan mà không gian nan, ta hoặc khó khăn hoặc thản nhiên, nhưng đa số vẫn là ngạc nhiên khi từ từ tiếp cận sự thật bùng nổ bên trong bộ não của chúng ta. Tác phẩm chính là ngọn lửa cháy rực lên những nghệ thuật của việc học khô khan. Đó chính là vẻ đẹp linh hoạt và kiểu cách mà chúng ta đã và đang hướng tới. Điều kỳ diệu đã đến với mình khi mình bắt gặp cuốn sách Học khôn ngoan mà không gian nan, đã giúp mình có được cách học và cách đọc đúng để đạt được kết quả cao hơn trong học tập. Cuốn sách sẽ giúp ta, thứ nhất, đánh thức tài năng tiềm ẩn, thứ hai, đi tìm phương pháp học tập, thứ ba, tăng khả năng ghi nhớ lên 100 lần, thứ tư, tiếp năng lượng cho bộ não và rất nhiều kỹ năng học tập mà bạn chưa biết. Cấu trúc cuốn sách được chia thành 4 phần. Phần thứ nhất, lời giới thiệu. Tác giả đã khẳng định cho người đọc một điều vô cùng đơn giản mà chúng ta vẫn thường hay bỏ qua. Bạn có thể học bất cứ điều gì. Phần thứ hai, sách chỉ cho ta cần phải chuẩn bị những gì là quan trọng nhất của việc học tập, và các bạn sẽ thực sự rèn luyện được kỹ năng học tập, ghi nhớ của mình qua 13 nguyên tắc. Phần thứ ba, hộp công cụ. Để có thể thực hiện được hiệu quả tất cả yêu cầu đặt ra, các bạn hãy đọc kỹ phần thứ ba này nhé. Trong phần này, có một nội dung mà mình vô cùng tâm đắc. Thời gian, nó tiêu hủy tất cả mọi thứ. Nếu bạn làm công việc ít được ưu tiên hàng đầu của mình, thì bạn đang lãng phí thời gian. Lau dọn tủ lạnh hoặc đọc một cuốn tiểu thuyết vô bổ trong trường, khi lẽ ra bạn đang học văn học trung đại, chính là một cách đánh cắp thời gian tồi tệ. Nhưng bạn hoàn toàn có thể làm những việc đó khi không phải làm các việc trong kế hoạch, vì đó là thời gian nghỉ ngơi. Từ đó, mình đã biết cách sử dụng thời gian nghỉ ngơi của mình, và đặc biệt là mình không còn đánh cắp thời gian của mình nữa. Phần thứ tư, các bạn sẽ vô cùng thích thú khi khám phá ra các mẹo trong học tập, mẹo để ghi nhớ cũng như những yếu tố có thể hủy hoại thành công của bạn. Đặc biệt, với 7 bước để tăng cường và giữ vững khả năng học tập trong 10 ngày, các bạn hoàn toàn có thể áp dụng, và hãy áp dụng ngay những trang cuối cùng của Học khôn ngoan mà không gian nan. Mình rất thích thú và đánh giá cao cuốn sách này vì nó đã giúp mình nhận ra được những phương pháp học tập không phù hợp mà trước đây mình và các bạn của mình đã mắc phải, khiến cho chúng mình vừa mất thời gian, vừa không cải thiện được tình trạng, mà thậm chí còn khiến nó tồi tệ hơn. Cuốn sách hướng dẫn chúng mình từng bước để hoàn thành các kỹ năng học tập, hướng dẫn mình cách nhận ra khả năng tiềm tàng của bản thân mà nếu không sẽ khiến chúng mình đi lạc trong chính tương lai cuộc đời của mình. Đặc biệt, các bài tập thực hành trong cuốn sách có ích tức thì, khiến cho việc học tập hiệu quả hơn và không gây tổn hại. Cuốn sách cung cấp những kỹ năng cần thiết cho việc tạo động lực học tập, ghi chép, ghi nhớ, một hệ vận dụng
và kỹ năng tập trung của mình. Tài năng của bạn đã bị ngủ quên bao lâu rồi? Bạn đã có phương pháp học tập hiệu quả và khả năng ghi nhớ chưa? Hãy tìm đọc cuốn sách Học khôn ngoan mà không gian nan nhé! Mình hy vọng một ngày không xa, khi bạn tìm đọc được cuốn sách này, tài năng của bạn không chỉ thức dậy mà còn vươn mình sánh với bao tài năng trên thế giới. Bạn sẽ không còn phải vất vả đi tìm phương pháp học tập và chắc chắn bạn sẽ là một thiên tài trong tương lai. Vì vậy, Học khôn ngoan mà không gian nan của tác giả Kevin Powell là một cuốn sách không thể thiếu đối với bất kỳ người dạy và người học nào trong môi trường học tập tiên tiến. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe.